Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ nấu món lagu sườn heo. Và để nấu cái món này thì mình chuẩn bị đây là nấm hương. Phần nấm hương này thì mình dùng 50g và mình đã ngâm cho nó nở mềm ra như thế này nè. Và mình rửa sạch lại với nước lạnh. Và ngò rí thì mình dùng vài cọng ngò rí. Khi ăn thì mình sẽ để lên vài nhánh cho nó thơm và nhìn cho nó đẹp mắt đó. Và khoai tây thì mình dùng 2 củ và 1 củ cải cà rốt, nửa củ hành tây và 2 củ hành tím, 3 thép tỏi. Và đây là sườn heo. Sườn heo thì mình dùng nửa ký. Phần sườn heo này mình đã chặt ra và rửa sạch sẵn rồi. Và mình dùng 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng cà phê muối. Và tương cà này các bạn. Phần tương cà thì mình sẽ dùng 4 muỗng cà phê và 1 muỗng cà phê bột nghệ. Và nước dừa thì mình sẽ dùng nửa lít. Tiêu thì mình sẽ dùng 1 ít. Rồi, như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ sơ chế tất cả các nguyên liệu này. Phần của cải cà rốt thì mình sẽ sắt ra. Mình sắt hơi dày khoảng chừng 1cm là được rồi. Ở đây thì mình dùng cái bàn chận hình vợn như thế này nè. Để mình sắt nhé. Nếu mà các bạn không có cái bàn chận hình vợn sống như mình thì các bạn sắt bình thường cũng được. Phần khoai tây thì mình sẽ sắt ra. Đây, mình sắt ra làm hai như thế này. Phần hành tây thì mình sẽ sắt muối khoảng chừng 1cm là được. Nấm hương thì những cái nấm nào mà nó hơi to thì mình sẽ sắt ra làm hai. Còn cái nấm nào mà nó nhỏ nhỏ thì mình khỏi sắt. Phần tỏi và hành tím thì mình sẽ băm nhuyễn. Bây giờ mình sẽ cho phần sườn heo ra ngoài cái tô để mình bắt đầu ướp sườn. Mình sẽ cho phần bột nghệ vô. Tiếp theo là mình sẽ cho vô 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt và nửa muỗng muối. Mình rắc vô 1 ít tiêu nữa nha. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Phần sườn này thì mình sẽ ướp khoảng 30 phút. Bếp một cái chảo và mình đổ dầu ăn vô. Đợi cho dầu nóng lên thì mình sẽ cho khoai tây và củ cải cà rốt vô để mình chiên. Mình chiên cho phần khoai tây và củ cải cà rốt hơi vàng là được rồi. Mình chiên vàng như là được rồi. Sau đó mình sẽ gấp ra và để vô giấy cho thấm bớt dầu. Các bạn nhớ để vô thấy thấm dầu nha. Hoặc là để lên cái rây cho rõ dầu cũng được nữa. Bây giờ mình sẽ cho phần sườn heo vô để mình chiên luôn. Mình chiên cho đến khi nào cái phần sườn của mình nó hơi vàng là mình sẽ gấp ra. Phần sườn vàng như vậy là được rồi, mình sẽ gấp ra. Tắt bếp luôn nha các bạn. Đắp lên bếp một cái nồi, tiếp theo là mình sẽ cho vô ít dầu ăn. Dầu nó nóng lên rồi, bây giờ mình sẽ cho tỏi băm và hành tím băm vô. Mình phi cho tỏi và hành tím thật là vàng thơm, sau đó mình sẽ cho tương cà vô. Mình xào đều lên rồi, sau đó mình sẽ đổ nước dừa vô. Rồi mình đổ thêm nửa lít nước nữa. Sau đó mình sẽ cho sườn vô. Sẽ nấu khoảng 30 phút. Bây giờ mình sẽ cho củ cải cà rốt vô trước nha. Mình nấu khoảng 5 phút rồi mình mới cho khoai tây vô. Vì củ cải cà rốt nó cứng hơn khoai tây nên mình cho vô trước. Bây giờ mình sẽ cho nấm vô. Rồi bây giờ mình sẽ cho khoai tây vô. Sau đó mình sẽ cho các gia vị còn lại vô. Nêm, đường, bột ngọt và muối vô. Mình khuấy nhẹ. Khuấy nhẹ cho các gia vị tan ra. Rồi mình sẽ nêm nếm lại cho hợp khẩu vị nhé. Khoai tây và củ cải cà rốt đã chín mềm hết rồi. Là mình nêm nếm cũng rất là vừa ăn. Cuối cùng thì mình sẽ cho hành tây vô. Mình cho hành tây vô rồi mình tắt bếp nhé. Rồi bây giờ mình chỉ việc múc ra và bắt đầu thưởng thức thôi.
Như vậy là mình đã làm xong cái món lagu sườn rồi. Đây mình đã múc ra ngoài tô và trang trí thêm vài lá ngò rí nè, rồi ớt mình sắc sợi nữa. Và cái món này mình ăn với là bánh mì. Mình quên nữa, bây giờ mình sẽ rắc vô ít tiêu. Tiêu cho nó cay cay và nó thơm thơm. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử thôi. Đây, bánh mì để mình cắt ra. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra ngoài chén. Mình lấy một miếng bánh mì chấm vô. Bánh mì thì rất là giòn nè, chấm vô với lại cái nước lagu đó các bạn, cái nước này rất là vừa ăn và cái vị ngọt cũng rất là thanh, vị ngọt từ nước dừa. Ở video mà nấu món lagu gà thì mình không có bỏ nấm vô. Còn hôm nay thì mình bỏ nấm vô đó các bạn, thì khi mà mình ăn thì nó có cái hương vị của nấm, nghe cái mùi nó lạ hơn là mình không bỏ nấm vô. Rồi bây giờ mình ăn thử cái cục nấm đi. Thì nó dai nè, mềm mềm nè, và đặc biệt là nó rất là thơm luôn á. Rồi mình ăn thêm một miếng bánh mì nữa nè. Công nhận cái món này chấm với bánh mì rất là hợp luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái miếng sườn nè. Con thịt sườn rất là mềm luôn và rất là ngọt, thơm ơi là thơm luôn á. Mình ăn ngay cái phần mà có gân đó các bạn, nó mềm mềm mà nó sực sực ngon ghê luôn á. Cái phần sườn này mình nấu phải cho nó mềm luôn, mình ăn cái thịt nó mới ngọt và nó ngon. Nhưng mà mình nấu còn cứng quá thì ăn nó sẽ không có ngon đâu các bạn. Thơm ghê luôn á. Thơm cái mùi bột nghệ nè. Đây mình sẽ ăn cái củ khoai tây nè. Củ khoai tây này to quá. Mình sắn nó ra nha. Đây củ khoai tây mình vừa mềm tới nha, chứ nó không có mềm rục rã. Mềm rục rã quá mình ăn nó không có ngon nữa. Tới đây thì ăn nó bột bột dẻo dẻo. À, cái món này thì các bạn cũng có thể cho thêm cái hạt đậu Hà Lan vô cũng rất là ngon đó. Đây mình sẽ ăn hành tây với nấm luôn. Bình thường thì đám giỗ á mình thấy người ta hay nấu cái món này lắm nè các bạn, lagu. Món này thì mình cũng có thể nấu đi ăn sáng cũng rất là ngon đấy. Các bạn nấu cái món này thì các bạn nhớ bỏ nấm hương vô nha. Bỏ nấm hương vô mình ăn nó thơm thơm. Và cái phần nấm này mình ăn nó cái dai nè, ngon lắm á. Cái nấm này thì các bạn có thể tìm mua ở ngoài chợ đó, vô những cái tiệm tạp hóa, những cái chỗ mà người ta bán đường, bán đậu đó. Các bạn nói là bán nấm hương là người ta bán nấm hương khô á. Về rồi mình ngâm nước cho nó mềm ra. Và các bạn ơi, video làm món lagu sườn của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!